từ dòng sản phẩm giúp tối đa hóa việc nấu nướng, tiết kiệm thời gian cho chị em nội trợ trong thời đại 4.0. Bếp từ có mặt ở khắp mọi nơi, từ những nhà hàng sang trọng, các căn hộ chung cư đến các hộ gia đình ở khắp các khu vực nông thôn. Khác với bếp củi hay bếp ga, bếp từ vận hành theo cách riêng là chuyển từ điện sang từ làm chín thức ăn nhanh hơn, đảm bảo sạch sẽ và an toàn. Không những thế, bếp từ còn tạo cảm giác sang trọng hơn khi bước vào căn bếp với những thiết kế hiện đại và bắt mắt. Đứng đầu bảng xếp hạng top các thương hiệu nhà bếp uy tín nhất tại Việt Nam phải kể đến Bosch. Bosch là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 1886 bởi Robert Bosch tại Đức. Bosch sản xuất rất nhiều các sản phẩm trong phân khúc thiết bị gia dụng, đặc biệt là bếp như bếp từ, bếp hồng ngoại, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, máy giặt, máy rửa bát, vân vân. Trong đó, dòng sản phẩm bếp từ là nổi bật hơn cả. Các sản phẩm bếp từ của Bosch thường có đặc trưng bởi thiết kế đẹp, nhìn rất sang và sử dụng đa vòng từ. Hầu hết bếp từ Bosch đều được thiết kế theo kiểu dạng bếp vuông với từ 3 vùng nấu trở lên, được sử dụng phổ biến cho các không gian bếp đảo, được thiết kế theo không gian bếp của châu Âu. Bếp từ Bosch sử dụng mặt kính Scott-Seren của Đức. Trong khi đó, Bosch có nhiều model bếp từ có thiết kế giao diện kính tương tự nhau, tiện cho khách hàng nào chẳng may vỡ mặt kính hoặc hỏng mạch điều khiển, có thể bóc kính và linh kiện mẫu khác ra thay tặng, hơn là đợi hàng thay thế về phải mất tới hàng tháng. Bếp từ Bosch là hãng bếp từ có công suất cao hàng đầu thị trường, tối thiểu là 4.600W trở lên. Công suất cao hỗ trợ linh hoạt cho người dùng khi cần nấu cùng lúc nhiều món mà đồ ăn vẫn chín nhanh. Linh kiện sản phẩm siêu chuẩn, chúng ta hay quen gọi là hàng nồi đồng cối đá. Các loại bếp từ khác đem so sánh với Bosch thể hiện đơn giản nhất qua trọng lượng. Bếp từ Bosch thường nặng hơn các loại bếp từ khác từ 3 đến 7kg. Bếp cực kỳ đầm tay, chắc chắn, thiết kế kiên cố với hệ thống tản nhiệt đạt chuẩn để phù hợp sử dụng trong môi trường nóng ẩm bản địa. Bếp từ Bosch cũng được tích hợp nhiều tính năng cao cấp, gần như độc quyền thương hiệu như công suất chia nhỏ từ 9 đến 17 mức công suất khác nhau, nhiều nhất trong số các mẫu bếp từ nhập khẩu hiện nay. Cảm biến chiên nhiều cấp độ là ưu điểm lớn nhất của bếp từ Bosch đời cao. Bằng việc cài đặt sẵn, mức nhiệt cố định phù hợp cho các món chiên khác nhau, từ đun chảy bơ, đường đến mức nhiệt làm vàng ruộng, giòn thực phẩm. Bếp từ Bosch giúp tối giản công đoạn chế biến thực phẩm cho người nội trợ để có những món chiên xào ngon đúng điệu. Ngoài ra, bếp từ Bosch cũng có đầy đủ chức năng như Power Boost, đẩy công suất lên tối đa để rút ngắn thời gian nấu, tính năng hẹn giờ, cảm biến chống tràn, chống cháy, tự động tắt khi gặp sự cố về điện, khi không có nồi. Các sản phẩm của Bosch chính hãng sẽ có xuất xứ rõ ràng đi kèm COCQ. 100% các sản phẩm luôn có linh phụ kiện thay trong suốt quá trình vòng đời sử dụng sản phẩm. Đặc biệt là các linh phụ kiện này đều được cung cấp bởi Bosch quốc tế. Đó là lý do Bosch luôn được quan tâm hàng đầu và chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam. Tiếp đến phải kể đến Eurosun. Eurosun cũng là một thương hiệu nhà bếp khá quen thuộc với cả những người từng mua bếp hay thậm chí là chưa từng mua bếp từ bao giờ. Đây là thương hiệu đến từ Việt Nam, sản xuất theo phương thức OEM. Các sản phẩm của Eurosun đều đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Bếp từ của Eurosun không hề thua kém Bosch về khả năng nấu nướng và làm chín thức ăn, và cũng có các kiểu dáng đa dạng, mức giá cả hợp lý từ 9 đến 18 triệu. Nên đây cũng là thương hiệu được chọn mua nhiều. Nhiều mặt kính bếp từ của Eurosun được làm chủ yếu từ chất liệu ceramic công nghệ cao. Ceramic là một loại sứ tinh thể đen chịu nhiệt, không chỉ bền, khó bị nứt vỡ trong quá trình sử dụng. Chất liệu này còn mang đến độ sáng bóng cho mặt kính, có thể hoàn toàn yên tâm về độ sạch của mặt bếp. Thiết kế bếp từ Eurosun đa dạng, từ mặt kính trơn hiện đại đến những mặt kính có thêm họa tiết mang lại vẻ đẹp cổ điển. Và dù là thiết kế kiểu nào thì bếp từ cũng đều dễ dàng lau dọn. Bếp từ Eurosun chủ yếu có 9 cấp độ nấu để người dùng tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu nấu nướng của mình, nên nó có thể giúp chúng ta chế biến ngay cả những món ăn phức tạp nhất. Các chức năng như booster giúp giảm thời gian đun nóng chất lỏng, chức năng chiên xào, hâm nóng đồ ăn đều có đầy đủ trên các chiếc bếp mang tên Eurosun. Tính năng an toàn thì không cần nghi ngờ, vì nhà sản xuất sẽ không quên tích hợp cả tính năng khóa trẻ em, chống trào nước hay cảnh báo nhiệt dư, điều vô cùng cần thiết khi sử dụng bếp từ.
cách bảo hàng của bếp từ Orosan tại bếp Hoàng Cương lên tới 3 năm. Khi mua hàng, quý khách sẽ được vận chuyển miễn phí tới nhà với khoảng cách lên đến 10 km so với cửa hàng. Nằm ở phân khúc giá tốt và được chọn mua nhiều nhất trong năm vừa qua, phải kể đến HL, được thành lập từ năm 1923 tại thành phố Nago của Đức, với thành công trong lĩnh vực phụ kiện nội thất, phụ kiện công trình cao cấp và hệ thống khóa điện tử tiên tiến. Đến Việt Nam từ năm 1998, HL đã không ngừng phát triển mở rộng sản phẩm và dịch vụ để giúp người Việt Nam cải thiện hơn nữa tính hiệu quả của những không gian quan trọng trong nhà mình, bao gồm bếp, tủ quần áo, phòng tắm và an ninh cửa. Tất cả các sản phẩm của HL đều có chất lượng tốt nhất, tích hợp nhiều tính năng, công nghệ hiện đại nhất, sử dụng tiện lợi nhất. Sự thoải mái của quý khách hàng khi sử dụng sản phẩm luôn được đặt lên trên. Tại Việt Nam, hầu hết các sản phẩm bếp từ HL đều được nhập khẩu trực tiếp từ Đức hoặc Tây Ban Nha. Có thể nói rằng, chiếc bếp từ HL gây ấn tượng nhất cho người tiêu dùng Việt chính bởi có phân khúc giá vô cùng hấp dẫn. Bếp được trang bị đầy đủ tính năng cao cấp. Bếp từ HL sở hữu các kích thước đa dạng khác nhau như bếp từ đơn, bếp từ đôi, bếp từ ba và thậm chí là có cả những mẫu bếp từ đến 4 vùng nấu. Tất cả các loại bếp từ HL đều được trang bị màn kính Scott Seren, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt cực tốt. Bên cạnh đó, các linh kiện bên trong bếp, điển hình là mâm từ đều là sản phẩm của EGO, thương hiệu số 1 của Đức về linh kiện đồ gia dụng. Đây là một ưu điểm cực thu hút của chiếc bếp từ HL. Với những linh kiện này, người dùng không chỉ được trải nghiệm sử dụng an toàn, tiết kiệm điện năng mà còn sở hữu cực nhiều tính năng vượt trội. Với hiệu suất đun nấu lên tới 90%, bếp điện từ HL chuyển toàn bộ điện năng được cung ứng thành năng lượng để nấu chín thức ăn, giảm thiểu tối đa sự thất thoát năng lượng. Bằng những công nghệ đun nấu hiện đại bậc nhất, thì những loại bếp điện từ HL sẽ tiết kiệm 30% chi phí khi sử dụng bếp ga. Bếp từ HL sở hữu nhiều chức năng hữu ích phục vụ nhu cầu nấu nướng hàng ngày như chức năng tự động gia nhiệt. Chức năng này hỗ trợ gia nhiệt tự động giúp thức ăn chín nhanh đều hơn. Chức năng giữ ấm, khóa an toàn, chức năng hẹn giờ, hiển thị nhiệt dư, an toàn khi tràn, bếp sẽ tự động tắt bếp khi có sự cố tràn nước. Các sản phẩm bếp từ HL được đổi mới trong vòng 7 ngày nếu có sai hỏng về kỹ thuật và được bảo hành 24 tháng, bảo trì tại nhà miễn phí khi mua hàng tại hệ thống showroom bếp Hoàng Cương. Và cuối cùng, một thương hiệu nhà bếp được chú ý nhất trong năm vừa rồi, không thể không nhắc đến TK. Thương hiệu thiết bị bếp TK đã ra đời hơn 100 năm. Đây là một trong những thương hiệu bếp hàng đầu thế giới về thiết bị bếp cao cấp lắp âm tủ. Ở Việt Nam, bếp từ TK có mặt trên thị trường hơn 15 năm và đây cũng là một trong những thương hiệu bếp từ đầu tiên được bán tại Việt Nam. Đến nay, mặc dù có rất nhiều thương hiệu bếp từ ra đời, tuy nhiên, bếp từ TK vẫn nổi bật bởi chất lượng và thiết kế đẹp mắt. Bếp từ TK sử dụng mặt kính Orokera hay còn được gọi là mặt kính K+, là một sản phẩm gốm kính ceramic công nghệ cao của Pháp. Ưu điểm nổi bật của kính K+ là có tuổi thọ cực kỳ cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt, lên đến 9.000 độ C, nhiều mẫu mã, màu sắc và rất dễ dàng vệ sinh. Mặt kính Orokera trên các sản phẩm bếp từ TK được thiết kế vát bốn cạnh đẹp mắt, lắp âm sang trọng và hiện đại. Ngoài ra, toàn bộ thân của bếp từ TK đều được sử dụng bằng chất liệu thép không gỉ, có thể chịu được với thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Các model bếp được tích hợp đầy đủ các tính năng thông minh như công nghệ độc quyền của TK giúp kiểm soát độ sôi khi bắt đầu đun sôi nước ở mức công suất tối đa. Chức năng này được trang bị hệ thống báo bằng âm thanh vô cùng tiện lợi. Chức năng Power Plus cho phép tăng công suất tổng của bếp lên đến 70%. Chức năng Stop and Go cho phép tạm dừng và tiếp tục quá trình nấu ăn mà không cần khởi động lại từ đầu. Chức năng chống tràn. Chức năng kết nối vùng nấu có thể kết nối hai vùng nấu để có một vùng nấu lớn hơn, thích hợp cho các loại nồi chảo lớn hơn. Tất cả các bếp từ TK đều có thể cài đặt thời gian nấu riêng cho từng bếp nấu và được báo động bằng âm thanh khi kết thúc thời gian nấu. Cuối cùng là khóa an toàn thích hợp với các hộ gia đình có trẻ nhỏ và nuôi động vật. Các mẫu bếp từ TK sẽ có giá dao động từ 10 đến 20 triệu. Khi mua hàng tại hệ thống siêu thị bếp Hoàng Cương, quý khách sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ TK và được bảo hành chính hãng 3 năm trên toàn quốc. Trên đây là 4 thương hiệu bếp từ được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam trong năm vừa qua. Nhìn chung, Boss sẽ là thương hiệu được tin tưởng nhất. Tuy nhiên, mức giá của Boss có thể chưa thực sự phù hợp so với thu nhập của nhiều khách hàng.
nên những lựa chọn khác như Eurosun hay Hapler hoặc là TK cũng rất xứng đáng để được cân nhắc chọn lựa. Mọi thắc mắc hoặc thông tin về sản phẩm, quý khách có thể truy cập website hoặc liên hệ qua số hotline để nhận được tư vấn tốt nhất từ nhân viên của Bếp Hoàng Cương.